Rồi, hôm nay là thứ hai, 23 tây tháng giêng năm 2017. Chương trình khai dân trí số 35 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc về vấn đề là cái bằng là Tết. Tết năm nay vấn đề là các bạn là hả, vui lắm, sẽ nghe một ca khúc để mà vấn đề là nói về vấn đề là Tết. Nha. Chào Hoài Phương. Ủa sao lâu quá vậy ta? Xuân này là gần 30 năm, đất nước Việt mãi hoài đau thương. Đau thương. Bao nhiêu năm nay dân vẫn lầm than vì dằn nô một lũ Việt Cộng. Việt Cộng. Thằng chó Hồ Chí Minh năm xưa đã kéo bao nhiêu quân vào Nam, đưa quân Cộng nô vào Nam ăn cướp gây nên những hoang tàn. Hoang tàn. Việt giam chính mày, Việt giam tên thằng cha Hồ Chí Minh hung nô dâm tặc án gian, uống máu đồng bào màu cờ sao thấm máu dân lành. Việt Nam bao năm điêu linh cùng với loài giặc nô hôi tanh, đưa non sông đi đi đến diệt vong, quê hương tan nát mọi miền. Việt Giang, tên thằng chó Hồ Chí Minh là một con tục nhất trên đời. Chào dịch Tết đó, để tao lên tập ca. Tao mở bài nhạc mà mùa xuân này về trên quê ta, mà tao chế lời lại cho đáp dư luận viên. Tụi bay vô đây, tụi bay nghe, với đạn đỉ vô đây nghe. Nha, à. Tức nhảy đi con. Xuân này là gần 30 năm, đất nước mình mãi hoài đau thương. Bao nhiêu năm qua nay dân lầm than vì giặc nô một lũ Việt Cộng. Thằng chó Hồ Chí Minh năm xưa đã kéo bao nhiêu quân vào Nam, đưa quân vào Nam, vào Nam ăn cướp gây nên cảnh điêu tàn. Thằng khốn nạn Chí Minh năm xưa là tên tội đồ của nước Việt Nam. Chí Minh tới nhiều ly khát máu, loài hội tâm Việt gian chín mài. Việt gian, tên thằng chó Hồ Chí Minh giống nô dâm tặc an gian, uống máu đồng bào màu cờ sao thấm máu da lộn. Việt Nam bao năm điêu linh cùng với loài giặc nô hôi tanh, đưa non sông đi đi đến Việt Cộng, quê hương tan nát mọi miền. Việt Nam tên thằng chó Hồ Chí Minh là một tên tục nhất trên đời. Rồi, Lisa trở lại chương trình với quý vị và các bạn. Lisa ngộ lắm. Lisa vấn đề là đưa những cái tin tức ha, là những cái dịp Tết á. Ngày bình thường thì mở những cái nhạc mà vấn đề là đàng hoàng, mà tao mong cho tới lễ lộc hay dịp Tết đó là tao lôi nhạc chế hoặc lôi nhạc này ra tao mở, tao cho tao bay tức điên luôn, bỏ tật ngồi mình nhảy cẩn 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 đi con ơi. Câu hỏi như sau. Cô Lisa ơi, sao tuổi con đi học lại bị bắt buộc vào đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh? Sau đó thì tụi nó bắt con đóng tiền tùm lum, và người ta còn nói là nếu tụi con không vô đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì sẽ gặp nhiều phiền phức sau này. Trả lời cho con luôn. Bởi vì những cái thằng già mà ngày xưa nó cũng đi vào đoàn, đi vào đội, bây giờ nó nhìn ra sự thật, nó muốn chống lại đảng đỉ rồi.
Cho nên bây giờ những cái thằng già mà cựu chiến binh hoặc là về hưu đó, nó đều đứng lên nó chống đảng mẹ nó trơn. Bây giờ thiếu là đâu ai vô đảng nữa đâu. Cho nên bây giờ bắt đầu là suối các con trong trường học để vô đoàn vô đảng, để mà nó nhồi sọ các con về móc tiền má các con ra để mà vô đóng nuôi cái đảng đĩ. Bây giờ nó hết mẹ tiền rồi, thấy không? À, cho nên mẹ các con đẻ các con ra rồi bây giờ nó giả bộ nó dụ vô trong đoàn, rồi nó kêu các con về lấy tiền lấy cha của cha mẹ các con để đóng nuôi nó, rồi sau này nếu cần là nó lợi dụng, nó tận dụng các con để mà đi ra ngoài đánh giặc đánh tàu cộng cho nó, hoặc là nó nhờ giả con nhất là về nhà đập đầu cha mẹ của các con thôi, chứ có mẹ gì hết trơn á. Vào đoàn nó bắt buộc thì cứ vào, nhưng mà vào đó một khi đã nghe lời của cô rồi thì vào đó đéo thèm nghe một cái gì cả. Bởi vì cái đoàn thanh niên ngày nay nó chửi nhau như chó với mèo, ngay cả các con lên tới chi bộ đảng bây giờ nó ngồi nó hợp với nhau, nó cũng thanh trừng với nhau nữa, chứ đừng có bài đặt. Mà những này là cái bạn là vô đoàn đoàn đảng bây giờ toàn là những là một cái lũ dâm ô đòi trị ở trong đó không à nha. Yeah. À, không có cái gì mà tốt hết trơn á, có gì mà tốt lành hết trơn á, nghe chưa? Rồi kế tiếp nữa, câu hỏi như sau. Câu hỏi những này là cái bạn là có em này gửi như sau: chị ơi, chị cho mọi người biết số xe của thằng công an đã chặn bắt chị Thúy Nga là 29C143948. À, chị ơi, em nghe nói nhà nước năm nay thưởng Tết cho những thằng công an gần 20 triệu đồng cho một thằng cấp quý đó chị. Ừ, người dân thì ngày hôm nay đó Tết các em thấy là nó vui ghê không? Ở Việt Nam bây giờ rầu thấy mù nội luôn, mà bây giờ nó đem tiền như nó thưởng trong những cái cơ quan nhà nước hả ta, nó ăn mừng linh đình nó trong rộng đó, xương máu của các em không đó, đó tiền bạc mà nó hốt của những người ở ngoài chợ búa nó đem vô không đó. Nó đem vô trong rộng không đó, thấy không? Rồi chị ơi, chị buôn bán Tết nay ế ẩm lắm chị ơi, người dân không có mùa xuân chị à, đã vậy rồi còn lại bị vấn đề là hốt, mà mặc dù người ta đã đóng tiền cho nó rồi mà nó vẫn tới nó hốt. Chị lên chị chửi cha mắng con đĩ mẹ thằng Trường chi đi chị ơi. Số điện thoại của nó là 0904052229 chị ơi. Nó làm thu phí ở chợ Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Chị đừng nói là những này em cung cấp tin này, mà thằng này nó ác lắm chị ơi. Không biết nó có vợ con gì không mà nó vô nó lấy đồ của người ta nó luyện hết trơn. Bà già theo nan nỉ nó xô bà già ngã luôn. Thằng này là một thằng súc vật nè chị ơi. Chị làm ơn chị nói cho mọi người nguyền rủa cho nó mau chết mẹ nó nha chị. Tên nó là thằng Trường. Em xin lặp lại số điện thoại của nó là 0904052229. Canh me nhà nó ở đâu thì chạy tới, chứ đâu có cần thiết đâu. Được chưa? Đâu có cần thiết. Mà vấn đề là cái bạn là lên đây chửi, nó chửi nó có thấm đâu. Chửi một thằng chó nó không có thấm đâu. Canh me nhà nó đâu, đốt chết mẹ nó, phóng quả. Dễ thôi à. Nha. Yeah. Rồi. Chị Lisa ơi, xin chị đọc, em gửi chị một cái tin này. Mong chị nói cho mọi người biết, đoạn đường từ Phú Thọ lên Hà Giang chỉ hơn 150 km mà có tới 6 nhóm công an ngày đêm ngang nhiên ăn hối lộ. Phú Thọ 2, Tuyên Quang 2 và Hà Giang 2, chúng nó không tha bất cứ xe tải chở hàng nào qua đây. Mỗi xe đều 300.000 đồng mà không ai dám lên tiếng. Vì là công việc kiếm miếng cơm nên ai cũng phát khiếp mà cúi đầu nạp tiền cho bọn nó. Mỗi ngày có khoảng từ 400 cho tới 500 xe tải qua đây, thì chị tính đi 300 ngàn mà nhân cho 6 lần như vậy thì mỗi ngày chúng nó lấy của dân hơn 1 tỷ Việt Nam đồng, tương đương 50 ngàn đô la Mỹ. Vậy mà một năm bao nhiêu con số khủng khiếp, hỏi sao bọn nó không giàu. Chúng nó ngày đêm ăn trên mồ hôi xương máu của người dân bằng thái độ rất là tàn ác và lưu manh. Vậy mà 23 năm liền nhận bằng thi đua, bằng khen của nhà nước mới ghê chứ chị Lisa. Nhờ chị lên tiếng vạch mặt bọn nó cho mọi người biết, chứ tôi cũng không nghĩ là thay đổi được cái quái gì đâu. Kêu bằng hết thuốc chữa từ lâu rồi, hãy lên tiếng nhé Lisa, cảm ơn. Đảng đĩ nó cho đó. Bây giờ mà nội một cái mà cái tiền mà những này là tham nhũng á, tại Việt Nam lo lót mỗi một năm vậy đó là nó trên những này là 20 tỷ đô la.
thất thoát đó 20 tỷ đô la. Tức là người dân ở Việt Nam đó, Việt Kiều bên đây gửi về một năm có 11 tỷ thôi. Mà bây giờ nó ăn hối lộ, nó ăn hối lộ của thằng Tàu Cộng rồi bắt đầu đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam đó, làm một năm nó gom vô 20 tỷ. Các bạn thấy con số khủng khiếp không? Mà người dân Việt Nam mình trước đây là các bạn là không biết được. Quá sợ rồi. Nó dùng cả một cái bộ máy để nó hút máu mà. Nó dùng cả một cái bộ máy để nó hút máu. Tiền mà hối lộ đó là 20 tỷ đô la một năm. Tất cả những người dân lo lót chạy trọt tiền bạc đưa cho nó. Những người Việt Kiều bên đây gửi tiền về cho dòng họ bà con của mình. Lỡ có chuyện gì bà con dòng họ đem tiền ra cúng chùa cúng miễu cho nó rồi xong. Khốn nạn vậy đó. Nha. Cái lũ đó khốn nạn như vậy đó. Chị nhận được một cái tin đó. Là trong những cái bệnh viện mà tư đó, bây giờ nó đông hơn là bệnh viện công. Bởi vì những cái con mà làm việc ở trong bệnh viện công đó, nó đưa những cái thằng bác sĩ lang băm ở bên Tàu Cộng qua, nó cấp giấy phép cho. Rồi bắt đầu nó kiểm tra coi người nào mà ẩm con vô bệnh viện công đó, nó thử, nó xét coi cái máu đó như thế nào, có hợp với một cái tên nào mà cần thận ở bên Tàu Cộng không. Khi mà cần rồi là nó cho một cái người đó theo dõi nhà người này, hoặc là theo dõi con em đi đến trường, để mà nó bắt một người để mà nó đi bắt cóc đi. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ như vậy. Ai mà ẩm con mà đi vô trong bệnh viện, những này là kêu bằng ở Lạc Công, thì hãy coi chừng nha. Hồ sơ bệnh án nó đều nắm ở trơn, và nó cung cấp, nó bán những cái hồ sơ bệnh án này cho cái bọn buôn người. Bọn buôn người nó mới biết được cái nhóm máu người này hợp với người nào, người nào, người nào. Chứ đâu phải đụng ai nó cũng bắt cóc là nó mổ gan mổ thận để mà nó ghép vô đâu. Nó phải coi cái máu người đó hợp như thế nào. Cho nên những cái bệnh án mà vấn đề là trong bệnh viện công, nó đem nó bán sạch sẽ hết trơn. Bởi cho nên cẩn thận nha. Một là vấn đề là bệnh viện công, hai nữa là vô những cái nơi mà vấn đề là đông y đó. Cẩn thận đi. Ta nói nó vui như vậy đó. Nghe không? Ừ. Nó vui như vậy đó. Nha, cho nên cẩn thận nha. Ừ. Chị nhận được một cái tin là Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã nghe chỉ thị của thằng Tàu Cộng để mà nó tính diệt chủng dân tộc thiểu số ở tại Việt Nam. Cho nên những cái dân tộc mà ở Việt Nam mà dân tộc thiểu số ở tại Tây Nguyên, ở tại Cao Bằng, ở tại Lạng Sơn, hãy chuẩn bị tinh thần nha. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Người dân tộc thiểu số họ bị cái chính sách mà diệt chủng của Đảng Cộng sản Việt Nam nó nhận được chỉ thị từ bên Tàu Cộng. Cho nên nó diệt chủng một cách ngầm mà có khoa học. Bởi vì nó biết rằng là người dân tộc thiểu số lâu nay không có làm cái gì hết. Cho nên những cái môi trường, những cái rừng ở trong đó nó rất là tự nhiên. Họ bắt đầu mở những cái nhà máy ở trong cái khu vực đó. Bởi vì những cái nhà máy mở ở ngoài thành phố, bây giờ người dân dân tộc Kinh nó khôn quá, nó nhìn nó biết hết rồi. Cái gì mà ta nói ha, giữa trưa đó mà bầu trời nó âm u y như là những đề là kêu bằng là bị cháy nhà, cháy cả nước Việt Nam. Cho nên nó sẽ nổi loạn lên. Bởi cho nên bây giờ tìm cách để mà đưa những cái nhà máy này đi vào những cái khu mà rừng rậm, mà nơi mà dân tộc chúng đây là thiểu số ở, để mà bây giờ mà muốn đưa vào đó thì phải tìm cách diệt chủng dân tộc thiểu số. Các bạn thấy ác chưa? Cho nên chuẩn bị đi nha. Bây giờ nó giả bộ nó đưa ra những cái chỉ thị chính sách là ở, các bạn nhìn vô là thấy là bên ngoài nó hỗ trợ, nó bảo vệ cho những người dân tộc thiểu số. Nhưng mà thực chất bên trong là nó muốn diệt trừ từ từ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Là tại vì nhà nước nó nói là kêu gọi người dân tộc thiểu số, nó sẽ quy hoạch để đến sống những cái nơi định cư, tại những cái nhà quy hoạch, những cái khu nhà nước mà nó xây lên, nó quy hoạch. Rồi bắt đầu là những người dân tộc thiểu số này người ta nhẹ dạ quá mà. Người ta những này là nghe nó nói như vậy thì người ta rời bỏ đi những cái nơi mà người ta ở. Tức là người ta bỏ rừng, người ta đi đến cái khu định cư mới. Thì nhà cửa núi rừng của cái vùng đó liền bị thằng Tàu Cộng nó vào, nó quy hoạch ngay và nó cướp sạch sẽ. Nhiều người lên đây ở một thời gian chịu không nổi trở về quê của mình thì hoàn toàn không còn đất, không còn cát nữa. Có nơi nó làm thủy điện, có nơi nó làm những cái khu khai thác, có nơi nó làm những cái nhà máy đang mọc lên nhan nhản ở những cái nơi mà dân tộc đồng bào thiểu số.
Mà điều đáng nói đặc biệt là trong các bản làng dân tộc thiểu số thì nhà nước nói là họ được bác sĩ khám chữa miễn phí, nhưng mà họ đưa những tên bác sĩ của thằng Tào Cộng hoặc là bác sĩ Lang Băm ra giả bộ vấn đề là kêu bằng là trị bệnh sơ sài để cho nó chết. Một cái trời mà lạnh căm căm như vậy, trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa cởi mẹ truồng trần như là nhộng như đó, mày chết trời mẹ mày ra ngoài đi học á hả, nó đưa những cái thầy cô giáo ở vấn đề là kêu bằng là toàn là bị đì đó, bị không có những lời bị đì đó, nó đưa ra vùng cao vùng xa, nhiều cô giáo đi ra tới ngoài ngoại cũng đâu thèm học gì đâu, ngồi rầu đâu có học, cho nên trẻ con ở ngoài vùng sâu vùng xa muốn học thì học, không học thì kệ mẹ mày. Sau khi các em mà vấn đề tan trường về nhà ăn cơm, ta nói hả nấu một cái nồi cơm chỉ có muối cục mà thôi, mà phải chi mà cơm đàng hoàng không nói nữa, nó đem gạo giả từ bên Tàu qua, nó giả bộ nó viện trợ cho những cái dân tộc vùng cao vùng sâu vùng xa này, bỏ vô một cái loại bột đó hả, nấu một cái lon gạo thôi nó nở một cái bùng lên y như là cốp đó, nó nở lên một cái nồi cơm bự bằng tà lông luôn đó, ngồi đó ăn để mà nó diệt trừ từ 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 từ. Tao nói riết rồi, trẻ con ở vùng sâu vùng xa mặt mày lấm lem lấm luốc ha, bắt đầu là đụng con dế cũng ăn, đụng con trùng cũng ăn, mà bây giờ người ta nói như vậy thì nó nói không có được à nha, trời đây là bản sắc của người ta mà. Trời ơi, con lợn rừng cũng vậy nữa, bắt vô khỏi cần kiểm nghiệm hết trơn á, kệ mẹ, để ta ăn làm gì ta ăn đi. Người ta cạo lông sơ sơ, ta phơi lên rồi nướng mẹ nó trên cái than củi vậy đó, ăn mẹ nó đi. Con cháu cháu cũng ăn, con trùng cũng ăn, ăn ta nói riết rồi. Đi ra ngoài mà coi những trẻ em vùng sâu vùng xa, ta nói mới 5 tuổi mà cái bụng nó bự trần dần y như là có chữa, mà vấn đề là kêu bằng là gần ngày đẻ. Ta nói lãi không ở trong trọng. Ta nói lãi không ở trong đó đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Mà những cái hội đoàn ở trong đất liền mà đi ra ngoài là phải xin phép mà nó không có cho gặp đâu, nó không có cho những này là tiếp cận đâu, nó sợ tuyên truyền rồi bắt đầu là những đứa nước ở vùng sâu vùng xa, dân tộc Khmer, dân tộc Mèo, dân tộc Tày đồ kia, nó sợ bắt đầu là người dân cư tộc Kinh thấy tội nghiệp quá bắt đầu giúp đỡ, hoặc là ẩm đi ra đây rồi bắt đầu nó duy trì nòi giống, cho nên nó muốn tiêu diệt luôn, nó muốn diệt chủng mẹ nó luôn. Đây là chính sách của thằng Tàu Cộng. Lisa hỏi các bạn vậy chứ là vấn đề là kêu bằng là mẹ nó đưa lên bà mụ giường, các bạn không thấy sao? Tao nói mới có 13 tuổi mà làm một bà mụ đỡ đẻ ở trong miệt giường rồi, đẻ ra rồi lấy lá chuối lá rừng quẹt 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 ngang rồi thôi, khỏi cắt nhau cắt mẹ chứ. Tao nói làm mụ đỡ đẻ khỏi vô bệnh viện luôn đó. Dân tộc thiểu số là như vậy đó. Những thằng bác sĩ, những con bác sĩ mà giả bộ mặc áo đồ kia vô đưa tới vùng sâu vùng xa toàn là những cái thành phần mà vấn đề là kêu bằng Tàu Cộng, tao nói nó không có học con mẹ gì hết trơn, nó chỉ cho biết sơ sơ vài ba cái loại thuốc men rồi bắt đầu là đưa vô trong thực tập để đỡ đẻ, vấn đề là kêu bằng là cho người mà thực ra cái lũ này nó đỡ đẻ cho heo cũng không được, cho heo cho mèo cho chó cũng không được, vậy mà nó đưa lên vùng cao vùng sâu vùng xa để đỡ đẻ cho người. Đau vậy đó. Sự dốt nát và yếu kém của bác sĩ kèm theo không có điều kiện về y tế, cho nên trẻ em vùng cao chết non rất là nhiều, chết yểu rất là nhiều. Mà bọn trẻ đi học á thì lại không có trường lớp gì cả. Các bạn thấy đây đó, bọn trẻ phải ăn cơm như gì, như Lisa nói với các bạn đó. Mà hãy nói lên đó thì những cái thằng mà vấn đề là trưởng làng hoặc là những thằng ở dân tộc nó làm ủy ban, nó nói là đó là cái đặc sản của vùng cao. Người thành phố mà vấn đề là ở trong thành thị mà đi lên vùng cao hoặc vô vùng sâu vùng xa muốn làm từ thiện á là nó không cho lại gần. Nó nói đó là sắc tộc của người ta, bản sắc của người ta, không có cần lại dạy cho người ta đi ăn đàng hoàng hay là dạy cho người ta tắm rửa kệ mẹ nó. Ngoài trời lạnh á hả, âm 8 độ C ở trường nhồng nhỏng đưa thằng Hồ Chí Minh ra lắc lư lúc lư như vậy đó, thậm chí mũi giải nó lạnh quá nó chả kệ mẹ nó, quần áo khỏi cần kìa. Tết mới đem ba Tết năm nay mới đem vấn đề là đâu mấy trăm ngàn, 59 ngàn lá cờ để đem vô vùng sâu vùng xa cho mấy người trong trống treo cờ kìa. À, đó treo cờ đi. Rồi người vùng sâu vùng xa nó đâu biết mẹ gì, nó lạnh quá nó thấy cờ nó đem nó giật mẹ xuống nó quấn vô nó nằm nó ngủ. Ta nói nó vui như ngày tẩy hội vậy đó, treo nó cũng treo lên vậy đó, ba ngồi nó giật xuống mẹ hết trơn à. Tại vì ở vùng sâu vùng xa mẹ nó ra nó chỉ có theo đạo tin lành, nó tin thôi chứ đâu biết mẹ gì đâu mà vinh nhòi sọ nó. Nó đâu biết thằng chó đẻ Hồ Chí Minh tư tưởng cái lùng què gì đâu mà lên mà bắt đầu là kêu bằng là mẹ nhòi sọ mất công. À, cho treo nó còn mừng nữa, treo xong đi về nó lấy mẹ nó ra như sao thấy rồi, nó giật mẹ cái cờ làm khăn nó lao chim lao đồ nó
lao bướm lao đồ kia của nó. Vậy đó. Vậy mà đảng điện nó vẫn làm. Trời ơi, dân tộc thiểu số là dân tộc người ta theo những cái đạo Thiên Chúa hoặc là đạo Tin Lành. Người ta đâu bao giờ ta theo cái đạo mà của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh đâu. Mà đi lên trển ngồi bắt đầu là cái bằng là ngồi truyền tụng để làm mẹ gì. Mà đảng đĩ thì nó rất là ghét đảng đạo mà những đề Tin Lành. Cho nên nó cho rằng là đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa là của những đề là hải ngoại, của thế lực thù địch mà. Bởi vậy cho nên lên nó lấy đất, lấy nhà, lấy cát của người ta rồi. Những này là đạo, những này là Tin Lành, ta đoàn kết với nhau, ta nhìn ra sự thật. Người ta đứng lên, những này là ta làm loạn lên người ta, những này là cái bằng đứng lên để mà người ta đòi đất cát của người ta. Thì nó ghét cho cái tội người ta là những này là chống phá nhà nước, bị giật dây bởi những thế lực thù địch ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên bây giờ những này là cái bằng nó vô nó đàn áp thẳng tay luôn. Cho nên nương rẫy của họ thì bây giờ bị mất sạch sẽ trơn. Đạt tịch thu nhà của họ xây lên, họ cũng những này là ủi cho nó sập luôn. Chỉ cần vô vu cáo là mày làm rừng bừa bãi, mày cất nhà ở trên rừng là mày chết mẹ mày ngay. Chết. Chết ngay. Trong khi người dân tộc họ có ruộng đất từ hồi trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đâu bao giờ rớt vô những cái vùng, những này là kêu bằng là Ban Mê Thuộc, Đắk Lắc đâu kia, những này là những cái vùng dân tộc, ta đâu có vô trong trọng đâu. Ta để cho tự trong cái làng ở trong trọng, những này là làm gì làm sinh hoạt, làm gì làm đi rồi giữ đi. Nhưng mà bây giờ thằng Cộng sản nó cướp được miền Nam thì nó tìm cách nó diệt chủng cái dân tộc thiểu số này. Nó tìm cách nó tiêu diệt cho bằng được. Bởi vì nó chụp mũ là những này là tự thành lập một cái những này là nhà nước đề ga đó. Bởi bây giờ cái âm mưu mà chị nhận được là nó phải diệt chủng cái dân tộc mà thiểu số để mà nó lấy cái đất này nó đưa cho thằng Tàu. Tốt nào mà sợ quá thì bắt đầu là bỏ chạy qua biên giới của Campuchia hoặc đi qua bên vấn đề là Thái Lan để mà la làng, để mà xin vấn đề là kêu bằng là tị nạn chính trị, là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam cướp đất đàn áp. Rồi một mặt đó, thì bắt đầu là cái bạn đi qua bên bển rồi, thì bắt đầu là nó giao bộ, nó liên lạc, nó có người nó liên lạc, nó nói với những này là Campuchia đó, những này là phải thả, phải trả ngược lại những cái người này. Cho nên chính quyền Campuchia bắt đầu là nghe lời của thằng chó đẻ những này là đảng điện. Cho nên người ta đi qua bên bển rồi là nó nắm đầu, ta nói y như là nó nắm đầu mà nhái cốc, nó bỏ vô trong rọ, nó túm nó đem về Việt Nam. Đem về Việt Nam đó thì bắt đầu là thằng đảng đĩ bắt đầu nó la làng lên là đây là những người mà những này là cái bằng đó là vi phạm an ninh quốc gia, đây là những thành phần mà trả về là những thành phần nguy hiểm, cho nên mày tao không thể nào tao cho mày sống được. Cho nên bây giờ nó là giáo bộ về, nó không nói tiếng nào cho nó cho họp khu xóm lại, rồi cảnh cáo, rồi bắt đầu nó giáo bộ nó thả ra như vậy. Nhưng mà nó bí mật nó cho những cái người Tàu Cộng bắt đầu là len lỏi vào để mà dụ những người này đi qua bên Tàu để làm nô dịch ở bên bển, đi qua bển xuất khẩu lao động đi, bỏ rừng mẹ nó đi. Bây giờ đời sống văn minh rồi, đi qua bên Tàu Cộng để mà đi làm ô xin ở bển dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động đi. Người dân tộc mà vấn đề là kêu bằng vùng núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, họ vấn đề là nhẹ dạ, họ dễ tin người lắm. Bắt đầu họ phải vấn đề là đăng ký để mà họ đi. Họ không đi, tốt nào đi thì đi qua bển để nó đè, nó mổ nội tạng. Còn tốt nào không đi thì chính sách của đảng và nhà nước bắt buộc phải ép họ đi di cư vào Bảo Lộc, Lâm Đồng để mà sinh sống. Thì đương nhiên đi vào Bảo Lộc Lâm Đồng thì cái vùng núi rừng của họ, vùng Tây Nguyên của họ là tệ như thằng Tàu Cộng là vô mẹ nó rồi. Đó. Những cái mà vấn đề là kêu bằng là dân tộc mà ở vấn đề là kêu bằng là thiểu số ở Việt Nam chuẩn bị tinh thần đi, trong tương lai các bạn không có tìm thấy được. Mà vấn đề là bản sắc dân tộc Mèo, dân tộc Tày, con mẹ gì hết trơn á. Bởi vì nó quy lại là mỗi một dân tộc chỉ có giỏi lớp chừng ngàn người đổ lại. Nó trấn áp sao bây giờ còn có lèo tèo 200-300 mạng. Từ từ ta nói tiêu mẹ trơn giờ. Ta nói nó diệt chủng đó, hả, mà không ai biết được cái mưu đồ thâm độc của nó. Thậm chí bây giờ nó cũng khỏi cho bác sĩ con mẹ gì đi vào. Nó khỏi đào tạo mẹ chứ. Một con bé mới có 16 tuổi, người dân tộc thiểu số, đã huấn luyện trở thành bà mụ đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe luôn rồi. 23 tuổi, ở với bố mẹ đã là bà đỡ đẻ chuyên nghiệp rồi. Tính mạng con người của dân tộc thiểu số, ta nói nó như con trùng con dế. Bởi vì đảng đĩ nó biết những người dân tộc thiểu số này là kêu bằng không cần phải sống. Trù giặt mẹ nó đi.
Bởi vì nó biết dân tộc thiểu số là sống vào rừng núi và họ theo đạo, chứ đây là tin lành. Cho nên họ không biết sợ đảng, cũng như là họ không bao giờ có thể mà họ bỏ được cái đạo tin lành hoặc là bỏ đạo công giáo mà đi theo cái đạo của thằng chó đẻ súc vật Hồ Chí Minh. Bởi vậy mà cho nên bây giờ họ thấy một cái vùng đất ở trên cao nguyên và Tây Nguyên, ở trong rừng như vậy, nó rất là màu mỡ. Bởi vì thằng Tàu Cộng chuyên gia của nó qua, nó nói rằng coi chừng có mỏ vàng nha, giống như là ở tại Bô Xít vậy đó nha. Cho nên mày làm sao mà nắm đầu mày đuổi, làm sao mà mày diệt chủng cho cái lũ mà vấn đề là kêu bằng là dân tộc mà thiểu số ở đây đi, à, dân tộc mà người thượng người rừng được kia, mày giết mẹ nó hết trơn đi. Để sao chi vậy? Để sau này nó anh đi qua đây bắt đầu là anh mở ra những cái nguồn mà rừng này nè, anh đã dẹp mẹ giải tỏa hết trơn, để mà anh đưa những cái nhà máy của anh qua. Anh đưa tiền cho đảng của tụi em nè, thì thằng đảng đỉ mà nó nhận được tiền rồi thì bắt đầu nó hợp thức quá mẹ nó thôi. À, nó hợp thức quá thôi. Mà khi nó đã hợp thức quá rồi thì nó thẳng tay, nó dùng những cái chính sách để mà nó diệt chủng từ 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 những người dân tộc thiểu số. Cho nên những người nào dân tộc thiểu số mà nghe tiếng nói của Lisa, nghe chương trình của Lisa, hãy nên điện về hoặc là nói cho những cái người dân tộc thiểu số biết rõ rằng mình phải làm sao để bảo vệ cái mạng sống của mình. Còn bằng không là nó tiêu diệt sạch sẽ hết. Một số người thượng, vấn đề là kêu bằng là ở bên đây, vấn đề là Lisa cũng đã đến nói với họ rồi. Họ ở tại North Carolina cũng như South Carolina, họ ở hai cái nơi này. Nha. Người mà vấn đề là cái bằng lãnh đạo của họ đó là ông Con gì nữa. Đó là vấn đề là người, vấn đề là lãnh đạo của vấn đề là dân tộc thiểu số đó. Mà bây giờ trong tương lai tại Việt Nam nó sẽ không còn, nó sẽ tiêu điều. Mỗi một năm là dân tộc thiểu số nó chết rất là nhiều. Trẻ con sanh ra hả, nó bị èo uột, nó bị chết. Ta nói ở một cái làng dân tộc thiểu số ngày xưa có khoảng chừng 200 ngàn, thì bây giờ còn có 150 ngàn, trong tương lai còn có 50 ngàn bây giờ đấy nè. Bởi vì nó đưa tò, nó không có thèm đem thuốc men mẹ vô. Làng khoảng trong tương lai nó đem thuốc của thằng Tàu Cộng vô, nó cho uống cho chết bây giờ đấy nè. Khỏi cần phải nói. Cho nên bệnh cứ truyền miên quà như vậy đó. Nha. Nó sẽ làm dân tộc thiểu số xong rồi bắt đầu nó họp, nó bàn để mà nó tiếp tục nó làm tới dân tộc người Kinh của mình. Bởi vì dân tộc Kinh nó khôn ngoan quá, mà chỉ cần mà ra lệnh mà để mà vấn đề là diệt trừ như vậy là nó biết ngay. Vả lại dân tộc Kinh có người hả quá nhiều đi tị nạn chánh trị, Việt Kiều ở bên đây gửi về hoặc là nói chuyện, người ta biết quá, dân tộc Kinh nó khôn quá. Bây giờ tụi Tàu Cộng nó đâu có thể làm được cho là dân tộc thiểu số vậy được. Nó đâu bắt dân tộc Kinh mà vấn đề là cởi trần truồng mẹ vậy được đâu. Đâu bắt buộc vậy được. Cho nên bây giờ mày khôn ngoan thì tao giết mày theo khôn ngoan, bằng cách là tao ra lệnh tụi bay cứ diệt, đốt chợ, phá chợ, cướp nhà, phá nhà, cướp đất, phá đất cho tao. À, coi nó sống nổi không? À, tao coi mày sống nổi không? Sống không nổi, sống nổi đó hả? Trời ơi là trời, cái dân tộc Kinh này sao mà nó hay dữ vậy trời. Mình làm tới mức độ như vậy mà nó cũng còn sống nổi nữa. Bây giờ mày đem đồ độc mày để vô trong thức ăn cho nó chết mẹ nó cho tao. Mày bỏ đồ, mày bỏ độc vô thức ăn cho nó ngộ độc mẹ nó chết, coi coi nó chết không. Trời ơi, dân tộc Kinh nó chịch quá trời, mà nó đẻ con ra quá trời quá đất, mà nó tăng dân số quá trời vậy, không biết tại sao kỳ cục như vậy. Bây giờ không được nói không, mày chơi mày bỏ vấn đề là kêu bằng cái loại thuốc an thần vô trong nước, tao cho nó khùng khùng điên điên cho nó sợ đó. Để cái loại thuốc nó vô uống cái tự nhiên cái lá gan nó nhát mẹ nó liền. Cha mẹ sanh ra một lá gan can đảm chứ lắm, mà uống nước đó thời gian là nhát hết rồi. Giống Lisa vậy đó, ở bên Mỹ này mặc dù gan dạ vậy chứ về mà uống cái nước của thằng chó đẻ Tàu Cộng cái trở thành mẹ con thỏ liền. Gặp mặt nó là ê Lisa gì vậy, gì vậy đó, bắt đầu là mẹ về uống thời gian là những thằng thanh niên ở Việt Nam hay là ai Việt Nam đủ mẹ có lá gan là tự nhiên xìu mẹ nó chứ vậy đó. À. Rồi nó âm mưu, nó thâm độc tới cái mức độ, thấy không? Nó đưa những cái phim ảnh về Việt Nam để cho chiếu, để cho coi, để cho ăn chơi. Rồi nó khuyến khích cho những cái mà vấn đề là kêu bằng là trên truyền hình đó, là ra ba cái chương trình mà vấn đề là kêu bằng là xàm lờ không, để cho vô trong trống ngồi. Lên trên chương trình đó, mấy thằng chó đẻ mà dư luận viên hoặc là con ông cháu cha lên trên trển, đảng viên lên trển là làm cái vẻ lịch sự lắm.
khỏi chương trình rồi nó ra ngoài đời hả? Ta nói ha mẹ nó ra, nó đéo gần 1.000 con, nó mất dạy, nó chơi xì ke còn hơn gì. Mà lên chương trình cái giáo bộ lên chỗ làm giọng đạo đức giả. À, cho phỏng vấn không biết anh làm gì hả? Dạ năm nay bạn có thể cho biết rằng bạn mấy tuổi không vậy? Dạ mình năm nay 18 tuổi. À năm nay bạn 18 tuổi vậy thì suy nghĩ của bạn, vấn đề là kêu bằng là gia đình của bạn là người như thế nào hả? Bạn có cho biết rằng là người yêu lý tưởng của bạn là người như thế nào không hả? Mời bạn trả lời hả? Cái con nhỏ bên kia, dạ em không cần người yêu của em, vấn đề là kêu bằng là đẹp trai như tài tử Hollywood, em không cần tài tử người yêu của em là phải, vấn đề là kêu bằng là thông minh gì hết trơn, em chỉ cần người yêu của em là lúc nào cũng là yêu tổ quốc, yêu đảng, yêu bác là được rồi đó. À, cảm ơn bạn, bạn thật là thông minh tuyệt vời, bạn rất là vi diệu nhé. Đó, đưa lên những cái chương trình những này là cái bạn đó là xàm ba vậy đó thì giỏi lắm. Đó, còn mà con nít ở Việt Nam đó thì bắt đầu nó dụ cho đi vô trong game, bắt đầu là ngồi tao nói chơi game mà tới nỗi mà ngồi ngủ gà ngủ gật, mà tao nói ăn ở trên game luôn, tao nói nghiện game luôn nữa đó. Nó chơi như vậy đó. Còn bắt đầu lớn chút nữa rồi mà không nghiện game đó em, là tao dụ cho mày hết vấn đề là kêu bằng là đá si xà, hút vấn đề là xì ke ma túy, rồi vô những cái vũ trường mở nhạc vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra đi đi chê, bắt đầu là vô bắt đầu là mở nhạc âm bắt đầu là trời ơi tao nói nhảy điên cuồng ở trong trọng, trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời, tao nói mới nước mắt trong trường học là nó đã dạy cho vấn đề là nhảy như vậy rồi. Tao nói thằng Tàu Cộng này nó âm mưu, nó dùng cái bàn tay của đảng đỉ để mà nó tiêu diệt, không còn một cái con đường nào mà người dân Việt Nam sống được nữa đâu, không có còn sống nổi nữa đâu. Nói vậy mà buông ra cái là bắt đầu là mẹ nó lên chương trình nó giáo bộ không vậy đó. Lên chương trình nó nói chuyện hả mẹ, cái lũ đầu trâu mặt ngựa mà nó lên nó giáo bộ nó nói chuyện đàng hoàng lịch sự vậy, nó buông ra đi nó chửi cho mà thấy. Nó lên nó giáo bộ nó lịch sự như nó buông ra nó chửi cho mà thấy. Trời ơi, nhất là mấy cái con dẹm ở ngoài Hà Nội đó. Trời ơi, mấy con dẹm này nó vô nó chửi Lisa cũng ghê gớm lắm. Nó làm không lợi Lisa cho nên nó vô nó chửi Lisa. Thằng đảng đỉ là nó như vậy đó. Thí dụ như là nó quánh được các bạn, nó bắt được các bạn, những người trong nước các bạn thấy nó im ru không? Nó im ru. Nó làm như là nó là người mẹ, nó ra chính chiên lắm, làm như người có học lắm vậy. Nó bắt đầu nó ngồi làm thinh à. Nó chỉ bắt nhốt người ta rồi, nó cần gì nữa đâu. Cho nó đâu cần phải chửi bới đâu. Mà nó chửi những người giống như là chị nè, giống như Mỹ đâu kia đó, mà không làm được mẹ cho là nó ngồi nó chửi. Nó chửi mà tao nói dân xúc xích luôn. Sợ gì nó thấy cái mặt của chị là cu hồn cắt đẻ của nó không dám chửi chị thôi. Bởi vì nó chửi đâu có lợi chị đâu, nó chửi. Các em thấy không? Ngày xưa đó, khi mà Mỹ mà dội bơm nó chết lội lùng mẹ nó rồi đó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Các em thấy nó chửi không? Nó chửi mà nó đem vô tới trong trường học. Tao nói con nít mới học lớp 3, lớp 4, lớp 5 mà nó đưa vô trong trường học là con ông cũng phải là chích Mỹ, con trâu cũng cụng Mỹ cho lòi ruột. Theo điều con gà nó thấy Mỹ nó cũng đá vô trong vấn đề là kêu bằng là bộ hạ của Mỹ luôn đó. Các em thấy rồi đó. Em thấy rồi đó. Nha. Chị Lisa ơi, em... những người bạn của em nói em coi chương trình của chị, nó nói em tại sao đi coi phản động, em mới nói rằng cô ta nói đúng mà có gì đâu phản động. Thì tụi nó nói với em như sau: nếu không có Bác Hồ thì làm gì có ngày hôm nay và đất nước thay đổi. Em thấy ức lắm mà em không có gì để em nói với nó hết chị ơi. Trời ơi, em hỏi nó một câu thôi, em hỏi nó vậy chứ thằng Hồ Chí Minh nó chết năm nào. Em nói cho nó nghe đi. Bài đặt nó nói đảng tài giỏi lắm, có đảng là bây giờ mới được như vậy hả? Xời, ông Bill Clinton đó, ông Bill Clinton đó, mà ông không ký bỏ cái lệnh mà cấm vận năm 1995 đó, là đảng đỉ bây giờ nó đã tiêu tùng rồi. Nó còn hơn thằng Bắc Hàn. Cũng chính vì ông Bill Clinton đó, thấy không? Ông ký cái lệnh mà vấn đề là kêu bằng là bình thường quá, quan ký bỏ cái lệnh cấm vận, cho nên bắt đầu mới cho hàng hóa của Việt Nam đi vào bên Mỹ, cho những cái người chăn nuôi đồ kia ở Việt Nam đi vào Mỹ, cho người Việt ở hải ngoại gửi tiền về Mỹ. Chứ ngày xưa đó khi còn lệnh cấm vận, không có công ty nào ở bên Mỹ này mà gửi tiền về Việt Nam cả, phải qua trung gian của nước Mexico hoặc Canada. Hàng hóa của Việt Nam không bao giờ đi vào trong đây cả.
Cho nên sau khi ký bãi bỏ cái lệnh ban giao rồi, hàng hóa ào ào qua bên đây rồi, cho nên những cái lũ dư luận viên tụi bay mở to con mắt lên hỏi cái đảng đỉ ở trên trở đi nha. Trong đó ở đây bắt đầu ngồi rộng họng mà ngồi chửi Mỹ nha. Tao mong cho Donald Trump lên nó cấm giận đi, để tao coi tụi bay đảng tụi bay tài giỏi tới cỡ nào nha. Để coi tụi bay tài giỏi tới cỡ nào, để coi coi lúc đó thằng Hồ Chí Minh nó đội mồ xong vậy nó cứu nổi cái nền kinh tế của tụi bay không. Ở đó bày đặt, ngồi đó bày đặt vấn đề là dỗ ngực xưng tên. Hoa Kỳ mà không ký bỏ cái lệnh cấm giận đó, ngày hôm nay đó là cái đạn đỉ của tụi bay hút cất mà ăn, chứ không được vậy đâu. Hoa Kỳ mà không ký bỏ cái lệnh cấm vận đó, Ngân hàng Thế giới còn lâu mới cho tụi bay dai tiền. Nhưng mà bây giờ nó đâu dám cho dai nữa đâu. Vay tiền về toàn là vấn đề là đút vô trong túi không mà đâu có làm mẹ gì đâu. Làm đường năm sau là kể như nó banh mẹ, nó tông tông ta lông hết trơn rồi. Chị ơi, chị nhớ mùng 1 Tết chị tụng kinh nha chị. À, em yên tâm đi, chị sẽ tụng liền à. Trời ơi, năm nào chị không tụng. Nghe không? Năm nào chị cũng dở một cái vấn đề là kêu bạn đó là một cái vấn đề là chị cầu cho nó, cầu siêu cho nó. Người ta thì đầu năm đầu tháng cầu an, chị là cầu siêu. Cầu siêu cho nó mau về vấn đề là tiên cảnh nó trở chứ không mẹ gì. Nha. Cô ơi, dạo này dư luận viên nó chết hết rồi hay sao vậy cô? Nó đâu còn tiền nữa đâu em. Thật ra cái lũ dư luận viên này chỉ là vấn đề là do thằng Trương Tấn Sang ngày xưa nó đưa lên để mà nó chống lại thằng Nguyễn Tấn Dũng thôi. Tại thằng Nguyễn Tấn Dũng thời đó là nó yêu cầu là phải đi theo Mỹ, nó đòi tự do, cho nên mới ra cái đám dư luận viên này để mà giả bộ thân với Tào Cộng để chống lại thằng Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ thằng Nguyễn Tấn Dũng nó đã về giường rồi, bây giờ kỳ di dãy của nó bị chặt mẻ trơn rồi thì đâu cần cái đám ăn mặn đái khai dư luận viên này. Cho nên những cái thành phần mà lên đây trên đây vấn đề là nó đâu có ngu. Cái lũ dư luận viên nó cũng đâu có ngu, đâu có đưa tiền cho nó, đã ngu du dạ gì nó đi ra nó binh vực cho đảng. Ngay cả bây giờ công an, ngay cả bây giờ quân đội cũng vậy. Đảng không chi tiền ra, đảng không hút máu của dân, không làm lơ cho nó lấy tiền của người dân thì nó đâu có dạ gì nó binh vực chế độ để cho người ta chửi nó đâu. Em suy nghĩ đi. Nha. Yeah. Nó đâu có ngu dạ như vậy đâu. Nha. Yeah. Trời ơi, chị nói thiệt với các em, kể cả đoàn thanh niên cộng sản cũng là một cái lũ ngày hôm nay là ăn mặn đái khai thôi chứ không có như ngày xưa đâu. Bởi vì những cái ông mà tuổi đảng bắt đầu là già rồi, gần đất xa trời, biết mẹ nó trơn rồi, cho nên khai trừ khỏi đảng hoặc là xin ra khỏi đảng. Thì bây giờ thằng đảng cộng sản nó nói rằng ok, mày là yêu cầu ra khỏi đảng phải không? Tao đéo cần mày, mày gần đất xa trời rồi tao đâu cần đâu. Ta tuyển dụng mấy thằng nhỏ nhỏ vô, cái lũ này nó ăn cứt gà tao đưa nó vô, để tao dụ nó, tao nhồi sọ cho nó thành một thế hệ tiếp tục nữa. Mà thế hệ này nó còn dữ dằn hơn tụi bay nữa. Tức là tại vì từ nhỏ nước mắt ra là tao đã đưa thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vô trong tư tưởng của nó rồi. Tao thần thánh thằng Hồ Chí Minh như là ông thần ông thánh vậy đó. Chỉ cần nói nặng tới thằng Hồ Chí Minh cái là đầu thai không được, giống như mấy cái lũ súc vật lên trên đây nè. Mày đụng tới bác là mày không có đầu thai, mày tội lúc kiếp nó kia. Mẹ tao chửi tới con đỉ mẹ thằng Hồ Chí Minh luôn nữa. Mà tao giàu nức tức bên đây nè, cái lũ ngột ăn ruột cùng rùa ngồi đó bàn đặt. Không có bác sao có mày ngồi ở tại đây. Đúng rồi, không có bác mới không có nhờ bác đó. Cho nên những này là tụi bay mới đi ra ngục ngu như vậy đó. Biết không, đồ cái lũ súc vật, đồ cái lũ chó chết. Bà đặt ngồi đó, bác của mày hay quá. Bà đặt à, con Lisa mày ở bên Mỹ thì mày ngồi bên bển đi, mày đừng nói nước Việt Nam của tao, nói mà không biết nhục. Nước Việt Nam của mày hả? Hả? Bây giờ mày nhìn lại đi, nước Việt Nam là của ông của nội của nó là Tào Cộng rồi. Đặt mày ngồi đó mày nói chuyện trẻ trâu ngu, nó qua nó mổ ruột, nó mổ gan, nó nắm đầu con gái mẹ tụi bay, nó cho ăn cứt bây giờ chứ ở đâu mà đặt mà ngồi đó. Mày ở bển mày đừng xía vào tao. Mày có giỏi mày đi về Việt Nam kêu tao về làm gì, kêu tao về tao ăn đồ độc tao chết à. Kìa một thằng bé kìa, vấn đề là cái bằng là đệ tử của Lisa ở Việt Nam kìa. Mẹ lên nói chuyện với Lisa mới có hồi 2 năm trước, tao nói chuyện sang sẵn cười vợ. Bây giờ ung thư gan thời kỳ cuối cùng chuẩn bị chết rồi kìa. Gia đình mới quay phim gửi cho Lisa coi nằm, tao nói vấn đề là cái bằng là hước hước lên không. Đó, mới có 20 tuổi đời tao đó. Mà ăn đồ độc làm sao mà giờ bị ung thư gan mẹ nó rồi. Trời ơi,
Tao nói ở trong bệnh viện nó cấu kết với vấn đề là thằng Tàu Cộng để mà nó lấy tin tức hết trơn nha. Nó lấy tin tức của bệnh nhân hết trơn, cho nên những người nào mà đem con cái mà vô trong bệnh viện mà vấn đề là của nhà nước đi, vô bệnh viện công đi, rồi bắt đầu là nó lấy hết những cái mà vấn đề là kêu bằng là mẹ bệnh án đó, nó đem nó bán cho thằng Tàu Cộng sạch sẽ để mà lộ thông tin, cho nên con của mình bị bắt cóc thì đừng có ngồi mà khóc ăn dạ tội mình không à. Mình tin tưởng đảng đĩ lắm, mình ẵm con mình vô bệnh viện trong trọng đó rồi nó kêu ghi tên ghi tuổi, nó thử máu con mình, nó rút ra hai ba ốc để nó biết mẹ máu me, rồi nó đem bệnh án nó đi bán cho thằng Tàu Cộng. Thằng Tàu Cộng biết rồi bắt đầu là theo dõi coi nhà ở đâu đâu, nó cho người tới bắt cóc Iran vậy thôi. Nha. Cho nên cẩn thận không đưa con em của mình đi tới bệnh viện công. Nghe chưa? Chị Lisa ơi, chị vấn đề là giúp em đi, có một người Việt Kiều đã đi về Việt Nam bị mất tích rồi chị ạ. À, vậy hả? Sao đây? Mọi người làm ơn giúp giùm mình, chỉ cần một giây của bạn thôi, chia sẻ bài này giúp mình, một người thân bị mất tích. Chị em tên là Trần Thị Phượng, 43 tuổi, chị mình từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17 tây tháng 1 năm 2017, đến nay đã một tuần lễ rồi, gia đình đang chuẩn bị tưng bừng đón chào chị mình về mà không thấy tin tức gì cả, cứ biền biệt Sơn Khê. Gia đình mình đã liên lạc với sân bay nhờ giúp đỡ và họ đã xác định chị mình đã được nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng tới giờ vẫn không tìm được, cả nhà đã đi tìm, báo công an, đăng báo vẫn không tìm được. Mong mọi người làm ơn giúp chia sẻ bài viết này. Nếu ai đó gặp được người giống như trong hình, liên lạc giúp mình, số điện thoại là 0903 656 430 hoặc là 0838 603 169. Gia đình xin hậu tạ. Bạn đưa cái tin tức này đó, bạn khỏi cần báo công an, cái lũ công an nó không biết đâu. Bạn phải lên sở ngoại vụ hoặc là người thân của bạn ở nước nào thì phải lên tại lãnh sự quán của nước đó nằm ở tại Việt Nam, báo cáo tình trạng họ về, họ bị mất tích như vậy, bị bắt cóc như vậy, để cho lãnh sự quán của nước sở tại họ có quyền, để họ có cái nhiệm vụ là bảo vệ công dân của họ. Họ sẽ liên lạc với sở ngoại vụ mới ra công văn để liên lạc với tất cả công an ở các tỉnh thành để coi coi cái người đó ở đâu. Bạn phải làm việc như vậy nha, chứ không phải cả bạn nhảy đùng lên đứng là báo công an rồi chạy lên trên nó phi trường được kia, không mấy cái thằng nó có biết cái gì trơn á. Làm là phải làm đúng chuyện nha. Lisa về Việt Nam, Lisa mất tích, gia đình Lisa liên lạc với lãnh sự quán Mỹ ngay tức khắc, lãnh sự quán Mỹ mới liên lạc với sở ngoại vụ coi về người nước ngoài. Sau khi sở ngoại vụ coi đâu đó đàng hoàng mới ra thông báo cho toàn quốc các tỉnh thành để mà nhìn thấy gương mặt đó già trẻ bé lớn như thế nào, để mà coi hiện giờ ở đâu. Quá 30 ngày mà không có tin tức thì coi như người đó đã chết, phải tìm xác để mà trả lại cho lãnh sự quán. Nếu mà không tìm được xác thì uy tín của Việt Nam sẽ không còn nữa, sẽ đăng lên báo ở thế giới và mọi người đến Việt Nam phải dè chừng, cũng như lãnh sự quán đó sẽ gửi công điện về Bộ Ngoại giao của nước sở tại của họ, và Bộ Ngoại giao của họ sẽ công bố lên thông tin đại chúng rằng chúng tôi không bảo đảm cho những người nào mà đã có quốc tịch nước chúng tôi mà đi du lịch ở tại Việt Nam. Phải nên nhớ như vậy. Cho nên ở tại Hoa Kỳ hệ thống của người ta minh bạch như vậy, cho nên đảng đĩ không dám đụng tới những người Việt Kiều mà vấn đề là quốc tịch Mỹ như vậy đó. Bất luận anh như thế nào, anh về Việt Nam anh có chết thì phải tìm ra nguyên nhân anh chết ra làm sao, ai là người ám sát anh, anh chết như thế nào, anh mất tích ra làm sao, phải thấy mặt. Một người nào ở nước ngoài này đi về Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào bắt họ hoặc giam họ trong 24 tiếng đồng hồ mà không báo cáo với lãnh sự quán của Hoa Kỳ để họ biết được. Cơ quan an ninh điều tra bắt một người có quốc tịch Mỹ hoặc quốc tịch Pháp
thì cơ quan an ninh điều tra phải gửi công văn lên sở ngoại vụ. Sở ngoại vụ có trách nhiệm để báo cáo với những cái lãnh sự quán của các nước ở tại Việt Nam, và lãnh sự quán sẽ gửi công văn về nước của họ cho Bộ Ngoại giao biết. Phải làm việc như vậy đó, nghe chưa? Cho nên bây giờ biết được là người thân của em, trả lời ngắn gọn cho em là người thân em ở nước nào, thì hãy nên liên lạc tìm đến lãnh sự quán của nước đó, đưa tên tuổi và tin tức ra đàng hoàng. Và đương nhiên em chỉ cần, không cần em đi đâu xa, lên ngay cái lãnh sự quán của cái nước đó báo cho người ta, thì cơ quan đó người ta ghi nhận, người ta sẽ làm việc với sở ngoại vụ và người ta liên lạc tất cả những cái sân bay, coi cái người thân nhân của em đã lên máy bay đi qua nước nào. Còn nếu không lên máy bay thì đi xe đi tới đâu. Mà nếu không tìm được thì người ta sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc để tìm. Nó như vậy đó. Nha. Rồi, kế tiếp. Chị ơi chị, 30 Tết, bà con dân quan sẽ tự thiêu trước lăng Ba Đình. Tin này có thật không? Ai đưa tin? Ai đưa cái tin này? Các em đưa tin cho chị là phải đưa đàng hoàng. Chị không tin. Không phải là cái đảng địa, nó không phải giống như là thời Việt Nam Cộng Hòa mà cho ai muốn đi ra tự thiêu là tự thiêu đâu. Nó gặp là nó chụp liền. Chị Lisa ơi, hôm trước em có nghe lời chị, em đi rút tiền hết rồi, bọn ngân hàng cũng rất khó chịu đó chị. Em có ý kiến này về biểu tình, có nên để tiếng Anh vào cho quốc tế họ biết không chị? Đương nhiên là các em phải làm rồi. Các em biểu tình là các em, những này là kêu bằng là phải rồi. Chị Lisa ơi, hôm nay khu nhà em mới có hai vợ chồng người Trung Cộng về mướn nhà ở. Em thấy sợ quá, em sợ sơ hở là nó sẽ bắt cóc con em. Và những này là nó làm quá giờ, em không biết sao đây chị ơi. Lắp đặt camera, cẩn thận đừng cho con của mình đi ra ngoài đường. Coi chừng nó chút thuốc mê. Nó có một cái loại thuốc mê cực độc, nó giả bộ nó qua, nó quẹt lên lỗ mũi của em là em cũng làm thinh. Em không biết mẹ chừng, em tự động em đưa con của em cho nó luôn, có không chừng nữa. Ở Việt Nam bây giờ là như vậy đó. Nó ngang ngược tới mức độ như vậy đó. Người dân Việt Nam đó mà những này là, chị còn nghe được cái mật tin đó là những cái xe quân sự nó chở đi hàng ngày, nó chở đi gì rầm ngang những cái nhà. Mà bây giờ nhìn cái mặt là không phải người Việt Nam. Cái mặt giống hệt như là thằng Tàu Cộng vậy đó. Mà nó chạy xe, ta nói hả, nó người người, nó chở quân đội, ta nói đi ào 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 ngang qua lại thành phố vô trung tâm luôn vậy đó. Chị không biết cái chuyện gì xảy ra nữa, ta nói nó vui như vậy đó. Nha. Vui lắm. Năm nay ở Việt Nam, chị ơi, buồn lắm chị ơi. Không thể nào tưởng tượng được đâu. Em không thể nào em nói cho chị hết được. Gia đình em nghèo lắm. Đã vậy rồi mà cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa nó còn kêu gia đình em phải bốc mộ nữa. Em đi kêu người bốc mộ, họ cho ra giá một cái mộ bốc là 12 triệu. Hai ngôi mộ là 24 triệu. Ba và mẹ em nằm ở đó. Em đi làm công nhân chỉ có 3 triệu rưỡi, tiền không đủ ăn thì làm sao bốc mộ chị ơi. Em rất là buồn chị à. Thì bây giờ nó như vậy đó. Em bây giờ đi ra ngoài chứ này là ngồi đi đó, cầu nguyện như đi. Em không bốc mộ là nó ủi xe tới, nó sang bằng luôn. Rồi nó tự nó xây lên những cái nơi mà những này là hãng xưởng luôn. Ngày xưa nó giải tỏa những cái nghĩa địa cũng vậy. Không bóc cốt rồi ha, mã nào mà bóc cốt thương á thì bóc cốt, còn không bóc cốt rồi là nó ủi sang bằng mẹ nó luôn, kệ mẹ nó, còn đầu lâu ở dưới, còn xương dưới kệ cha nó. Nó xây dựng lên chơi vậy. Xây dựng lên vậy thôi à. Nó có cần thiết mẹ gì chứ. Chị ơi chị coi nè chị ơi, nó quánh với nhau nè chị à. Tao quánh sao đâu. Nó quánh với nhà, tao nói học sinh bây giờ. Tao cũng phải ngày hôm qua để mày đặt học khó qua. Nhìn mẹ mày không quá trẻ, mày nghe rõ chưa? Mày nghe rõ chưa? Bịt chứ con mẹ à đấy. Tao cứ lên đánh mày, mày bảo tao lên đánh mày. Thì kệ nó đi em. Học theo tư tưởng của bác, bạo động cách mạng thì kệ nó đi, cho nó địt con ngày cái mẹ nó nắm đầu nó quánh sao, nó quánh kệ mẹ nó đi. Trời quánh chi, tao chỉ cho học sinh bây giờ tao bay cứ gì tao bay lấy dao vô tao bay đâm lồi ruột mẹ nó chân đi, tao nói nó vui mà. Quánh vậy nó không có chết đâu.
nha. Bây giờ đi học là lấy dao Thái Lan vô đi rồi đâm chết con nào đó mà quách ông lợi con kia đó, đem dao Thái Lan vô trong trường coi con nhỏ đó vừa ngồi học chạy lại đâm một phát một loạt tim cái là đủ mẹ tiếng tâm tụi bay gian dội à, đâu ngu đâu, nguyên một bầy vậy chứ đồ mẹ toàn là anh hùng rơm không mà, chỉ cần đâm một con đầu đạn thôi mẹ nó ra nó lại nó ập máu nó chết là mấy con kia quạt hồn mà không dám con nào lại gần, nó ngu quá à. Trời, gặp Lisa đi tao cho tụi bay đó. Con nhỏ này cũng ngục nữa nè, để cho nó ra một bầy ba bốn con nó nắm đầu mà không dám làm gì trơn á. Gặp tao á hả, thủ cây dao ở trong cặp đi, canh cái con nào mà cái mặt bậm trợn nhất đó ha, à, mà láo lờ nhất đó là tao tới tao cầm tao sắn vô trong mặt mày liền, tao đâm ngay tức khắc, đâm mà máu chảy rồi là ba bốn con quỷ cái kia quả hồn chạy không con nào dám tới trơn, chỉ cần thấy nó nằm nó càng ngáp càng ngáp càng ngáp là rồi mấy con kia mẹ nó là bỏ trơn à. Ở Việt Nam trời ơi, Lisa nhìn thấy mấy cái cảnh tượng giang mai bệnh lậu này nhiều lắm, trời ơi là trời, nó chỉ giỏi bày đù bày đàn như vậy đó thì nó hay, nó hung hăng thôi, chứ mà vấn đề là nó không có bày đàn như vậy nó không có hung hăng đâu, yên tâm đi. Thằng cộng sản cũng vậy, nó đàn áp người dân Việt Nam, nó lựa những người nào mà có bản lĩnh mà cầm đầu được mà lá gan đó, nó nắm đầu người đó nó thảy vô tù. Còn mà mấy cái thằng mà lúc chóc lét chét đó mẹ nó hù dọ, nó bắt một thằng mà vấn đề là kêu bằng là vừa vô rồi là mấy người kêu quạt hồn sợ teo mẹ nó bu ri hết trơn, không ai dám lên tiếng mẹ hết trơn. Cái chiêu này là chiêu của cộng sản. Chị ơi, chị 45 phút rồi kìa chị Lisa ơi. Ồ, ok vậy hả? Rồi, tóm lại chương trình ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có âm mưu diệt chủng người dân tộc thiểu số. Đây là cái thông tin ngày hôm nay nha. Rồi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khai Dân Trí sắp tới. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.